Đại tướng Phùng Quang Thanh, sinh ngày 2 tháng 2 năm 1949 tại xã Thạch Đà, huyện Mê Linh, tỉnh Vĩnh Phúc. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa 9, 10, 11, Ủy viên Bộ Chính trị khóa 10, 11, đại biểu Quốc hội khóa 11, 12, 13. Ông được trao quân hàm Đại tướng tháng 7 năm 2007. Năm 1967, ông gia nhập quân đội. Một năm sau đó, ông được đứng vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam. Năm 1971, được tuyên dương danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân vì thành tích chiến đấu. Tháng 10 năm 1971 đến tháng 6 năm 1972, được cử đi học tại trường sĩ quan lục quân 1. Tháng 7 năm 1972 đến tháng 12 năm 1976, tiểu đoàn phó, tiểu đoàn trưởng, tiểu đoàn chính, trung đoàn 64, sư đoàn 320B, sau đó là học viên đào tạo tại Học viện Quân sự. Tháng 12 năm 1976 đến tháng 4 năm 1979, tham mưu trưởng trung đoàn 64, sư đoàn 320B, sau đó là học viên văn hóa tại trường văn hóa quân đoàn 1. Tháng 5 năm 1979 đến tháng 12 năm 1983, phó trung đoàn trưởng, sau đó là trung đoàn trưởng trung đoàn 64, sư đoàn 320B. Năm 1983, được cử đi học tại Học viện Thực hành Liên Xô. Tháng 12 năm 1983 đến tháng 8 năm 1986, phó sư đoàn trưởng, kiêm tham mưu trưởng sư đoàn 390, quân đoàn 1, sau đó là học viên học tiếng Nga tại trường Đại học Ngoại ngữ Quân sự và Học viện Quân sự cao cấp khóa 8. Từ tháng 9 năm 1986 đến tháng 7 năm 1988, đảng ủy viên, phó bí thư đảng ủy rồi phụ trách sư đoàn 390, sau đó là sư đoàn trưởng sư đoàn 390, quân đoàn 1. Tháng 8 năm 1988 đến tháng 7 năm 1989, sư đoàn trưởng sư đoàn 312, quân đoàn 1, sau đó học tiếng Nga tại Học viện Kỹ thuật Quân sự. Tháng 8 năm 1989 đến tháng 1 năm 1991, học viên Học viện Voroshilov, Bộ Tổng Tham mưu Liên Xô, sau đó là học viên tại Học viện Quân sự cao cấp. Năm 1991 đến tháng 8 năm 1993, tham mưu trưởng quân đoàn 1, sau đó là sư đoàn trưởng sư đoàn 312, quân đoàn 1. Tháng 9 năm 1993 đến tháng 1 năm 1998, phó cục trưởng rồi cục trưởng cục tác chiến Bộ Tổng Tham mưu, sau đó học chính trị cao cấp tại Học viện Chính trị Quân sự. Tháng 2 năm 1998 đến tháng 5 năm 2001, phó bí thư đảng ủy Tư lệnh Quân khu 1 tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 9 của Đảng, ông được bầu vào Ban chấp hành Trung ương Đảng. Tháng 6 năm 2001 đến tháng 4 năm 2006, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, đại biểu Quốc hội khóa 11. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 10 của Đảng, ông được bầu vào Ban chấp hành Trung ương Đảng, được Trung ương bầu vào Bộ Chính trị và phân công làm Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, đại biểu Quốc hội khóa 12. Tháng 7 năm 2007, Ủy viên Bộ Chính trị, Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 11 của Đảng, ông được bầu vào Ban chấp hành Trung ương Đảng, được Trung ương bầu vào Bộ Chính trị, đại biểu Quốc hội khóa 13. Tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 13, được Quốc hội phê chuẩn tiếp tục làm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa 13, Quốc hội phê chuẩn Chủ tịch nước miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Ông mất ngày 11 tháng 9 năm 2021 tại nhà riêng, sau một thời gian lâm trọng bệnh, hưởng thọ 72 tuổi. Hãy đăng ký kênh Alo Bác sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.